Người thiện trí quy y Tam Bảo. Người thiện trí có đức tin nơi Tam Bảo, có trí tuệ sáng suốt, hiểu biết về giáo pháp của Đức Phật, đặc biệt hiểu biết rõ chín ân Đức Phật bảo, sáu ân Đức Pháp bảo, chín ân Đức Tăng bảo, có nhận thức đúng đắn rằng Đức Phật cao thượng, Đức Pháp cao thượng, Đức Tăng cao thượng, hiểu biết phép quy y Tam Bảo. Người thiện trí có ý nguyện muốn trở thành người cận sự nam Upasaka hoặc cận sự nữ Upasika trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Người thiện trí ấy đến hầu ngài đại trưởng lão hoặc ngài trưởng lão hoặc vị tỳ khưu hoặc vị sa di hoặc thậm chí người cận sự nam cận sự nữ thiện trí hiểu biết giáo pháp của Đức Phật, kính thỉnh quý ngài chứng minh buổi lễ xin thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới theo cách thời xưa và thời nay. Nếu người thiện trí ấy có khả năng hiểu biết rõ cách thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới thì chỉ thỉnh ngài đại trưởng lão chứng minh mà thôi, không thỉnh ngài đại trưởng lão hướng dẫn thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới. Còn người thiện trí ấy tự mình xin thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới hoặc bát giới Upasatha Sila hoặc ngũ giới Upasatha Sila từ đầu đến cuối, bắt đầu đọc ba bài sám hối Tam Bảo rồi tuần tự bài kệ cầu nguyện đảnh lễ Đức Phật thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới xong, tiếp theo đọc ba bài kệ khẳng định chỉ quy y nương nhờ nơi Tam Bảo, quy y nương nhờ nơi Đức Phật Bảo, quy y nương nhờ nơi Đức Pháp Bảo, quy y nương nhờ nơi Đức Tăng Bảo mà thôi, ngoài ra không nương nhờ nơi nào khác. Cuối cùng, người thiện trí ấy đọc câu: kính xin ngài đại trưởng lão có tâm từ công nhận mình là người cận sự nam hoặc cận sự nữ đã quy y Tam Bảo, kể từ đó cho đến trọn đời. Người nam thiện trí hoặc người nữ thiện trí tự mình xin thọ phép quy y Tam Bảo, đó là cách quy y Tam Bảo giống như thời xưa, mà tự mình sử dụng lời lẽ theo cách quy y Tam Bảo phổ thông thời nay, nên không kính thỉnh ngài đại trưởng lão hướng dẫn thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới, mà chỉ kính thỉnh ngài đại trưởng lão chứng minh và công nhận buổi lễ thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới của người thiện trí ấy mà thôi. Nghi thức xin thọ phép quy y Tam Bảo. Người thiện trí ấy tự làm đúng nghi thức theo tuần tự như sau. Bậc thiện trí ấy đảnh lễ ngài đại trưởng lão rồi bạch rằng: kính bạch ngài đại trưởng lão, kính xin ngài nhận biết những lời sám hối Tam Bảo chân thành của con và kính thỉnh ngài chứng minh lễ thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới của con. Một, kệ sám hối Tam Bảo. Uttamangena vandehang bada bang sung warutamang buthe yo kalito doso butho kamatu tăng mama. Đảnh lễ một lại. Uttamangena vandehang thamang chá đu vi thăng vóa răng tham mê vô khá lý tô đô sô tham mô khá ma tú tăng má má. Đảnh lễ một lại. Út ta măng gây ná văn đề hăng săn khăn chá đu vi thú ta măng săn khê vô khá lý tô đô sô săn khô khá ma tú tăng má má. Đảnh lễ một lại. Hai, bài kệ cầu nguyện. Y mi na buôn nhá cam bê ná sập bê phá gia vi nát săn tú nếp bà năng a thi găng tuân hí sập bá đúc kha bá múc già bí. Đảnh lễ một lại. Ba, đảnh lễ Đức Phật. Nam mô tát xá phá gá vá tô a ra há tô sa ma sa mút thá xá. Ba lần. Đảnh lễ một lại. Bốn, tự thọ phép quy y Tam Bảo. Bút thăng sa ra năng gắt cha mí tham măng sa ra năng gắt cha mí săn khăn khá đa năng gắt cha mí đu tí dầm mí bút thăng sa ra năng gắt cha mí đu tí dầm mí tham măng sa ra năng gắt cha mí đu tí dầm mí săn khăn sa ra năng gắt cha mí tá tí dầm mí bút thăng sa ra năng gắt cha mí tá tí dầm mí tham măng sa ra năng gắt cha mí tá tí dầm mí săn khăn sa ra năng gắt cha mí tí xá đa nà gá ma năng ba rí bùn nhăn. Năm, tự thọ trì ngũ giới. Bà đà tí bà tà vê rá ma ní xích khá ba đăng sa ma đi già mí a đình na đà na vê rá ma ní xích khá ba đăng
Sama Đí Gia Mí, Kame Su Mích Cha Cha Ra, Vê Đá Ma Ní Xích Khà Ba Đăng Sama Đí Gia Mí, Mú Sa Vua Đa Vê Đá Ma Ní Xích Khà Ba Đăng Sama Đí Gia Mí, Sú Ra Mê Ra Giá Mắc Chấp Bá Ma Đắc Tha Na Vê Đá Ma Ní Xích Khà Ba Đăng Sama Đí Gia Mí. 6. Kệ khẳng định quy y Tam Bảo. Nắc thí mê xá ra năng an nhằn, bút thù mê xá ra năng vò răng, ê tê ná sát chá vó chê ná, hô tú mê chá giá măng gá lăng. Nắc thí mê xá ra năng an nhằn, thâm mô mê xá ra năng vó răng, ê tê ná sát chá vó chê ná, hô tú mê chá giá măng gá lăng. Nắc thí mê xá ra năng an nhằn, sân khô mê xá ra năng vó răng, ê tê ná sát chá vó chê ná, hô tú mê chá giá măng gá lăng. 7. Kính xin Ngài công nhận. Nếu là người nam thì đọc câu chót: Ê sa hăng phô bá ha thê rá bút thăng sa ra năng gách chà mí tham manh chá sang hành chá ú bà sa căng măng má ha thê rô tha rê tú ách chá tắc ghê ba nú bê tăng sa ra năng gá tăng. Kính bạch Ngài đại trưởng lão, kính xin Ngài công nhận con là người cận sự nam ú bà sa cá, đã quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới kể từ nay cho đến trọn đời. Nếu là người nữ thì đọc câu chót: Ê xá hằng phô má ha thê rá bút thăng sa ra năng gách chà mí tham minh chá sang hành chá ô bà xí căng băng má ha thê rô tha rê tú á chá tắc ghê ba nú bê tăng sa ra năng gá tăng. Kính bạch Ngài đại trưởng lão, kính xin Ngài công nhận con là người cận sự nữ ô bà xí ca, đã quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới kể từ nay cho đến trọn đời. Nếu có hai người nam trở lên thì câu chót là: Ê tê má văn phô má há thê đá bút thằng sa ra năng gách chà mỹ tham anh chá sang hành chá ú bà xá kê nô má há thê rô tha rê tú ách chá tắc ghê ba nú bê tăng sa ra năng gá tê. Kính bạch Ngài đại trưởng lão, kính xin Ngài công nhận chúng con là những người cận sự nam đã quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới kể từ nay cho đến trọn đời. Nếu có hai người nữ trở lên thì câu chót là: Ê ta má văn phô má há thê rá bút thăng sa ra năng gách chà mí tham minh chá sang hành chá ú bà xí ca vô nô má ha thê rô thá rê tú ách chá tắc ghê ba nú bê tăng sa ra năng gá ta. Kính bạch Ngài đại trưởng lão, kính xin Ngài công nhận chúng con là những người cận sự nữ đã quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới kể từ nay cho đến trọn đời. Như vậy, sau khi đã tự làm lễ đúng theo nghi thức, tự thọ phép quy y Tam Bảo và tự thọ trì ngũ giới, trước sự hiện diện chứng minh của Ngài đại trưởng lão, kính thỉnh Ngài đại trưởng lão chứng minh và công nhận xong. Ngay khi ấy, người thiện trí ấy chính thức trở thành người cận sự nam ú bà xá cả hoặc cận sự nữ ú bà xí ca, đã quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới trọn đời trong giáo pháp của Đức Phật Gautama, đồng thời trở thành một vị thánh văn đệ tử trong tứ chúng tỳ khu bí khú, tỳ khu ni bí khú ní, cận sự nam ú bà xá cả, cận sự nữ ú bà xí ca của Đức Phật Gautama. Hương tam quy và ngũ giới trong bài kinh Gantha Sutta được tóm lược như sau. Một hôm, Ngài trưởng lão Ananda sau khi làm phận sự thị giả phục vụ Đức Phật xong trở về chỗ nghỉ của mình. Ngài trưởng lão tư duy rằng trong đời này hương thơm có ba loại: hương thơm của rễ cây, hương thơm của loại cây, hương thơm của các loài hoa. Những hương thơm này tỏa ra bay thuận theo chiều gió, không thể bay ngược chiều gió. Vậy có thứ hương thơm nào có thể tỏa ra bay ngược chiều gió hay không? Để giải đáp điều thắc mắc của mình, Ngài trưởng lão Ananda đến hầu đảnh lễ Đức Thế Tôn, xong ngồi một nơi hợp lẽ. Bèn bạch hỏi Đức Thế Tôn rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, có loại hương thơm nào tỏa ra bay thuận chiều gió cũng được, tỏa ra bay ngược chiều gió cũng được? Loại hương thơm ấy có trong đời này hay không? Bạch Ngài: Này Ananda, trong đời này có loại hương thơm tỏa ra bay thuận theo chiều gió cũng được, tỏa ra bay ngược chiều gió cũng được. Ngài trưởng lão Ananda bạch tiếp rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, loại hương thơm nào mà có thể tỏa ra bay thuận theo chiều gió cũng được, tỏa ra bay ngược chiều gió cũng được? Bạch Ngài: Này Ananda, trong đời này người cận sự nam cận sự nữ nào ở trong xóm, trong làng, trong tỉnh nào là người có đức tin trong sạch để Tam Bảo, quy y nương nhờ nơi Đức Phật Bảo, quy y nương nhờ nơi Đức Pháp Bảo, quy y nương nhờ nơi Đức Tăng Bảo,
là người có tác ý đồng sinh với đại thiện tâm, tránh xa sự sát sinh, tránh xa sự trộm cắp, tránh xa sự tà dâm, tránh xa sự nói dối, tránh xa sự uống rượu và các chất say, là nhân sinh sự dễ vui, thất niệm trong mọi thiện pháp. Là người có giới hành trong sạch và trọn vẹn, có thiện pháp phát triển, không có tâm keo kiệt bủn xỉn trong của cải của mình, có đại thiện tâm hoan hỷ trong việc làm phước thiện bố thí, với đôi bàn tay dịu dàng đáp ứng đúng với nhu cầu của những người thọ thí. Đối với người cần sự nam cần sự nữ ấy, được các sa môn bà la môn khắp mọi nơi mọi phương hướng đều tán dương ca tụng giới đức của họ rằng: người cần sự nam cần sự nữ ấy ở trong xóm trong làng ấy là người quy y nương nhờ nơi Đức Phật bảo, quy y nương nhờ nơi Đức Pháp bảo, quy y nương nhờ nơi Đức Tăng bảo, là người có tác ý đồng sinh với đại thiền tâm, tránh xa sự sát sinh, tránh xa sự trộm cắp, tránh xa sự tà dâm, tránh xa sự nói dối, tránh xa sự uống rượu và các chất say, là nhân sinh sự thất niệm dễ vui trong mọi thiền pháp. Là người có giới hạnh trong sạch và trọn vẹn, có thiền pháp phát triển, không có tâm keo kiệt bủn xỉn trong của cải của mình, có đại thiện tâm hoan hỷ trong việc làm phước thiền bố thí, với đôi bàn tay dịu dàng đáp ứng đúng với nhu cầu của những người thọ thí. Chư thiền khắp mọi nơi cũng đều tán dương ca tụng người cần sự nam cần sự nữ ấy, cũng như các sa môn bà la môn đã tán dương ca tụng như vậy. Này Ananda, đó là loại hương thơm có thể tỏa ra bay thuận theo chiều gió cũng được, tỏa ra bay ngược chiều gió cũng được như vậy. Đức Phật thuyết dạy bài kệ Thamma Bá Đá Gá Thá rằng: Ná Búp Phá Gành Thù Bá Tí Và Tá Mê Tí Ná Chà Đá Năng Tà Gá Rá Ma Lý Ca Và Xá Tành Chá Gành Thù Bá Tí Và Tá Mê Tí Sá Ba Đí Xa Sá Bú Rí Xô Bá Và Giá Tí. Hương thơm các loài hoa tỏ ra thuận chiều gió, không ngược chiều bao giờ. Hương trầm hương loại khác cũng không bay ngược chiều, nhưng hương bậc thiền trí Đức Phật chư Thánh Tăng lan tỏa ra mọi nơi, thuận chiều lẫn ngược chiều, khắp bốn phương tám hướng. Chà Đa Năng Ta Ga Răng Va Bí Úp Ba Lăng Á Thá Va Si Kỳ Ê Tê Săng Gan Thá Chà Ta Năng Si Lá Gan Thù A Nú Tá Rù. Hương trầm hương loại cây, hương sen hương hoa lại, tất cả mọi mùi hương không sánh được hương giới. Hương của giới cao thượng hơn tất cả mọi hương. Hương của giới có nghĩa là giới đức của bậc thiện trí được biểu hiện ra ở thân và khẩu, nên người khác có trí tuệ nhận thức biết được. Còn các đức khác như định đức, tuệ đức, giải thoát đức, giải thoát tri kiến đức ở trong tâm, nên người khác khó biết được, chỉ có bậc thánh nhân mới có khả năng biết được mà thôi. Nghi thức lễ thọ phép quy y Tam Bảo và Bát Giới. Người cần sự nam Upasaka hoặc cần sự nữ Upasika có ngũ giới là thường giới, còn có bát giới Ubosatha Sila vào những ngày giới hàng tháng nữa. Nếu người cần sự nam hoặc cần sự nữ có khả năng thọ trì bát giới Ubosatha Sila vào những ngày giới hàng tháng theo nghi thức lễ thọ phép quy y Tam Bảo và bát giới Ubosatha Sila, phần đầu hầu hết giống như nghi thức lễ thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới, chỉ có khác phần xin thọ trì bát giới Ubosatha Sila mà thôi. Trước tiên cần sự nam cần sự nữ làm lễ đọc ba bài kệ sám hối Tam Bảo. Bài kệ sám hối Đức Phật bảo: Uttamang ghi nã vân đề hằng ba đá băng sung quá rút tá băng bút thề vô khá lý tô đồ sô bút thô khám bá tú tăng má má. Nghĩa: con hết lòng thành kính cúi đầu đảnh lễ bụi trần dưới bàn chân cao thượng Đức Phật. Lỗi lầm nào con đã phạm đến Đức Pháp Bảo, cúi xin Đức Pháp Bảo xá tội ấy cho con, đảnh lễ một đạt. Bài kệ sám hối Đức Pháp Bảo: Uttamang ghi nã quanh đề hằng tham mang chá đu vi thăng quá răng tham mê vô khá lý tô đô sô tham mô khá ma tú tăng má má. Nghĩa: con hết lòng thành kính cúi đầu đảnh lễ hai hạng Đức Pháp Bảo, pháp học và pháp hành. Lỗi lầm nào con đã phạm đến Đức Pháp Bảo, cúi xin Đức Pháp Bảo xá tội ấy cho con, đảnh lễ một lạc. Bài kệ sám hối Đức Tăng Bảo: Uttamang ghi nã vân đề hằng san khan chá đu vi thú ta măng san khê vô khá lý tô đô sô san khô khá ma tú tăng má má.
Nghĩa: con hết lòng thành kính cúi đầu đảnh lễ hai bậc Đức Tăng Bảo, Thánh Tăng và Phàm Tăng. Lỗi lầm nào con đã phạm đến Đức Tăng Bảo, cúi xin Đức Tăng Bảo xá tội ấy cho con. Đảnh lễ một lạc. Bài kệ cầu nguyện: Imina Bunya Kamena Sabbe Phaya Vinat Santu Nibbanang Athigan Tunhi Sabba Dukha Bamut Yami. Nghĩa: do nhờ năng lực đại thiện tâm sám hối này, cầu xin mọi tai họa hãy đều bị tiêu diệt, mong chứng đắc thánh đạo, thánh quả và niết bàn. Con mong sớm giải thoát khổ tử sinh luân hồi. Xin thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì bát giới. Sau khi đọc ba bài kệ sám hối Tam Bảo và bài kệ cầu nguyện xong, mọi người cận sự nam, cận sự nữ đồng thanh đọc bài xin thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì bát giới U Bố Sa Thá Si Lá như sau: Má Văn Phan Tê Tí Sa Rá Nế Ná Sa Hả A Tha Gá Sa Ma Na Gá Tăng U Bố Sa Thá Si Lăng Tham Măng Gia Ca Má A Nú Gá Hằng Cách Va Si Lăng Đê Thá Nô Phan Tê Đu Tí Dầm Bí Má Văn Phan Tê Tí Sa Rá Ná Nế Ná Sa Hả A Tha Ná Sa Ma Na Gá Tăng U Bố Sa Thá Si Lăng Tham Măng Gia Ca Má A Nú Gá Hằng Cách Va Si Lăng Đê Thá Nô Phan Tê Ta Thí Dầm Bí Má Văn Phan Tê Tí Sa Rá Nề Nã Sa Hả A Thá Gá Sa Măng Na Gá Tăng U Bồ Sa Thá Si Lăng Tham Măng Gia Ca Má A Nú Gá Hằng Cách Va Si Lăng Đê Thá Nô Phan Tê. Nghĩa: kính bạch Ngài Đại Trưởng Lão, chúng con xin thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì bát giới U Bố Sa Thá Si Lá. Kính bạch Ngài, kính xin Ngài có tâm từ tế độ hướng dẫn thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì bát giới U Bồ Sa Thá Si Lá cho chúng con. Kính bạch Ngài Đại Trưởng Lão, chúng con xin thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì bát giới U Bồ Sa Thá Si Lá. Kính bạch Ngài, kính xin Ngài có tâm từ tế độ hướng dẫn thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì bát giới U Bồ Sa Thá Si Lá cho chúng con lần thứ nhì. Kính bạch Ngài Đại Trưởng Lão, chúng con xin thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì bát giới U Bồ Sa Thá Si Lá. Kính bạch Ngài, kính xin Ngài có tâm từ tế độ hướng dẫn thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì bát giới U Bồ Sa Thá Si Lá cho chúng con lần thứ ba. Phép quy y Tam Bảo và bát giới U Bồ Sa Thá Si Lá. Hướng dẫn thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì bát giới U Bồ Sa Thá Si Lá bằng tiếng Bali có nghĩa tiếng Việt. Ngài Đại Trưởng Lão truyền dạy rằng: Gia Ma Hằng Qua Đà Bí Tăng Và Về Thá. Sư hướng dẫn từng chữ từng câu như thế nào, các con hãy nên lặp lại đúng từng chữ từng câu như thế ấy. Tất cả mọi người cần sự nam cần sự nữ đồng thanh thưa rằng: A Má Phan Tê. Và xin dân kính bạch Ngài. Đảnh lễ Đức Phật. Nam Mô Tát Xá Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Ba lần. Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn ấy, Đức A-ra-hán, Đức Phật, Chánh Đẳng Giác. Ba lần. Thọ phép quy y Tam Bảo. Buddhang Saranang Gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Thammang Saranang Gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Sanghang Saranang Gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Đu Tí Dầm Bí Buddhang Saranang Gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Đu Tí Dầm Bí Tham Măng Saranang Gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì. Đu Tí Dầm Bí Sanghang Saranang Gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ nhì. Ta Tí Dầm Bí Buddhang Saranang Gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Ta Tí Dầm Bí Tham Măng Saranang Gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ ba. Ta Tí Dầm Bí Sang Khăn Sa Ra Năng Gách Chà Mí. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ ba. Tí Si Ra Na Gá Ma Năng Bá Rí Bùn Nhăn. Phép quy y Tam Bảo tròn vẹn bấy nhiêu. A Má Phan Tê. Và xin dân bạch Ngài. Thọ trì bát giới U Bồ Sa Thá Si Lá. Sau khi thọ phép quy y Tam Bảo xong, tiếp theo thọ trì bát giới U Bồ Sa Thá Si Lá. 1.
Bana Thí Ba Ta, Vê Rá Ma Ní Xích Kha Bá Đăng, Sa Ma Đí Gia Mí. Con xin thọ trì điều giới, có tác ý tránh xa sự sát sinh. 2. Adin Nadana, Vê Rá Ma Ní Xích Kha Bá Đăng, Sa Ma Đí Gia Mí. Con xin thọ trì điều giới, có tác ý tránh xa sự trộm cắp. 3. Apra Makariya, Vê Rá Ma Ní Xích Kha Bá Đăng, Sa Ma Đí Gia Ní. Con xin thọ trì điều giới, có tác ý tránh xa sự hành dâm. 4. Musavada Vê Rá Ma Ní Xích Kha Bá Đăng, Sa Ma Đí Gia Mí. Con xin thọ trì điều giới, có tác ý tránh xa sự nói dối. 5. Sura Meraya Makchap Bamada Thana Vê Rá Ma Ní Xích Kha Bá Đăng, Sa Ma Đí Gia Mí. Con xin thọ trì điều giới, có tác ý tránh xa sự uống rượu bia và các chất say là nhân sinh sự dễ vui. 6. Vikala Thochana Vê Rá Ma Ní Xích Kha Bá Đăng, Sa Ma Đí Gia Mí. Con xin thọ trì điều giới, có tác ý tránh xa dùng vật thực phi thời. 7. Nakka Gita Vadita Vithu Kadasana Malagantha Vilebana Mandana Vithu Sanathana Vê Rá Ma Ní Xích Kha Bá Đăng, Sa Ma Đí Gia Mí. Con xin thọ trì điều giới, có tác ý tránh xa sự nhảy múa, ca hát, thổi kèn, đánh đàn, xem nhảy múa, nghe ca hát, đeo tràng hoa, làm đẹp bằng phấn son, sức nước hoa là nhân sinh tham ái. 8. Uka Sá Gia Ná Maha Sá Gia Na Vê Rá Ma Ní Xích Kha Bá Đăng, Sa Ma Đí Gia Mí. Con xin thọ trì điều giới, có tác ý tránh xa chỗ nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. Ngài đã chứng lão Tí Sa Rá Nê Ná Sa Há A Tha Gá Sa Ma Na Gá Tăng Ô Bồ Sa Thá Si Lăng Tham Măng Sa Thu Căng Cát Va A Ba Ma Đê Ná Sâm Ba Đê Thá. Phép quy y Tam Bảo và thọ trì bát giới Ô Bồ Sa Thá Si Lá xong, các con nên cố gắng giữ gìn cho được trong sạch trọn vẹn bằng pháp không dễ vui, thất niệm, để làm nền tảng cho mọi thiền pháp phát sinh. Cần sự nam, cần sự nữ, Abhaphante và sinh dân kính bạch ngài. Ngài đã chứng lão Silena Sugathim Văn Tý, Silena Phoga Sambada, Silena Nibuti Văn Tý, Tasma Silang Viso Tha Dê. Chúng sinh tái sinh cõi trời nhờ giữ giới, chúng sinh đầy đủ của cải nhờ giữ giới, chúng sinh giải thoát niết bàn nhờ giữ giới. Vậy các con giữ giới cho được trong sạch. Cần sự nam, cần sự nữ, Sathu, 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 lành thai, lành thai. Sau khi thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì bát giới U Bồ Sa Thá Si Lá xong, tiếp theo nên đọc ba bài kệ khẳng định không có quy y nương nhờ nơi nào khác, chỉ có quy y nơi Đức Phật Bảo, nơi Đức Pháp Bảo, nơi Đức Tăng Bảo mà thôi, để làm tăng trưởng đức tin vững chắc nơi Tam Bảo như sau. Bài kệ khẳng định quy y Tam Bảo: Nắc thí mê xả ra năng an nhằn Bút thù mê xả ra năng vò răng Ê tê ná sắc chá vó chê ná Hô tú mê chá giá măng gá lăng. Chẳng có nơi nào đáng cho con nương nhờ. Đức Phật Bảo nơi nương nhờ cao thượng của con, do nhờ năng lực của lời chân thật này, cầu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. Nắc thí mê xả ra năng an nhằn Thâm mô mê xả ra năng vó răng Ê tê ná sắc chá vách chê ná Hô tú mê chá giá măng gá lăng. Chẳng có nơi nào đáng cho con nương nhờ. Đức Pháp Bảo nơi nương nhờ cao thượng của con, do nhờ năng lực của lời chân thật này, cầu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. Nắc thí mê sa ra năng an nhằn Sanh khô mê sa ra năng vó răng Ê tê ná sắc chá vách chê ná Hô tú mê chá giá măng gá lăng. Chẳng có nơi nào đáng cho con nương nhờ. Đức Tăng Bảo nơi nương nhờ cao thượng của con, do nhờ năng lực của lời chân thật này, cầu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. Hoàn thành xong lễ thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì bát giới U Bồ Sa Thá Si Lá bằng tiếng Bali có nghĩa tiếng Việt, có nghĩa tiếng Việt, có nghĩa tiếng Việt.